các bạn, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZ Phim Việt Nam. Như Warren Buffett đã từng nói, tốt hơn hết là bạn nên chơi giao du với những người giỏi hơn mình, chọn những cộng sự có hành vi tốt hơn bạn và bạn sẽ bị cuốn theo hướng đó. Tương tự trong đầu tư chứng khoán, để có thể hiệu quả cao, có những người danh mục đầu tư tốt thì tốt hơn hết bạn nên học từ những người giỏi nhất và học hỏi từ những người cây thành công nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính bởi lẽ đó cho nên hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn nghiên cứu về trường hợp cổ phiếu Vinamilk, cổ phiếu vĩ đại nhất thị trường chứng khoán Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Và cổ phiếu Vinamilk vĩ đại như thế nào? Thì nếu như bạn đầu tư vào Vinamilk từ năm 2003 1 tỷ đồng thì đến nay bạn đã sở hữu cho mình 142,95 tỷ đồng rồi. Còn nếu bạn đầu tư vào ngày 19 tháng 1 năm 2006, thời điểm Vinamilk niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, thì lợi nhuận của bạn cũng đạt gấp 35,17 lần. Và nếu như bạn đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk từ năm 2009, tức là chỉ sau 10 năm, thì lợi nhuận của bạn cũng đạt được con số là 1.854%, hay nói cách khác là khoản đầu tư của bạn sẽ tăng 18,54 lần chỉ sau 10 năm. Vậy lý do gì mà Vinamilk trở nên vĩ đại như vậy? Thì sau đây tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Trước tiên, Vinamilk là một doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng rất cao. Doanh thu và lợi nhuận của Vinamilk lần lượt tăng trưởng 1.245% và 2.030% chỉ trong vòng 14 năm, từ năm 2004 đến năm 2018. Và nguyên nhân đến từ 4 nguyên nhân sau. Nguyên nhân 1, Vinamilk có lợi thế cạnh tranh rất bền vững với cái giá trị thương hiệu được Forbes định giá khoảng 2 tỷ 239 triệu USD vào ngày 1 tháng 8 năm 2019 vừa qua, thì Vinamilk là thương hiệu đắt giá nhất Việt Nam. Thì bên cạnh đó thì Vinamilk có hệ thống phân phối cũng được đánh giá là lớn nhất Việt Nam với 240.000 điểm bán khắp nơi ở Việt Nam. Bạn cứ thử tưởng tượng rằng nếu như một siêu thị mà có bán các cái sản phẩm sữa, nếu như không có sữa của Mộc Châu hay Ba Vì thì rất bình thường. Tuy nhiên không có sữa Vinamilk là một điều không thể. Chính vì lẽ đó cho nên là nhờ cái thương hiệu này mà Vinamilk có các cái chi phí về quảng cáo, chi phí về bán hàng và các cái chi phí vào thâm nhập vào các điểm bán nó rất là rẻ. Và cái điểm thứ hai giúp Vinamilk có tốc độ tăng trưởng rất cao đó là lãnh đạo của Vinamilk được đánh giá rất tài năng. Họ có tầm nhìn rất xa, có chiến lược rất phù hợp với cái sự phát triển của công ty mình. Và đặc biệt họ Vinamilk xây dựng được cho mình một cái văn hóa doanh nghiệp rất là mạnh. Thì CEO Michael Lien thì liên tục được lọt vào top phụ nữ quyền lực nhất châu Á trong nhiều năm qua. Và cái điểm thứ ba giúp Vinamilk tăng trưởng cao đó chính là ngành sữa Việt Nam là một trong những ngành tăng trưởng mạnh nhất trong những cái thời gian qua. Thì trong 20 năm qua theo chúng tôi tính toán thì cái ngành sữa tăng trưởng được khoảng 11,3% một năm. Và cái yếu tố thứ tư đó là Vinamilk có lợi thế nhờ quy mô rất lớn. Thì với cái thị phần tăng dần từ khoảng độ 28% năm 2005 đến nay đã đạt khoảng 55%, thì cái chi phí sản xuất của Vinamilk rẻ hơn đối thủ khác rất nhiều. Cụ thể, cái giá vốn sản xuất của Vinamilk đâu đó chỉ khoảng 80% so với đối thủ. Điều này có góp phần làm cho biên lợi nhuận gộp của Vinamilk rất cao, tăng trưởng từ 35,35% năm 2004 lên tới 46,76% năm 2018. Trong khi các đối thủ khác như Mộc Châu Milk, Ba Vì và các cái hãng sữa khác thì đâu đó biên lợi nhuận gộp chỉ từ 20-25% mà thôi. Chính nhờ cái tốc độ tăng trưởng này đã đóng góp giúp cho Vinamilk tăng giá 2.030%, tức là góp phần giúp Vinamilk tăng trưởng 20,3 lần cái lợi nhuận so với cái khoản đầu tư ban đầu bạn bỏ ra. Và yếu tố thứ hai giúp cho Vinamilk trở lên vĩ đại đó chính là Vinamilk được định giá lại so với cái thời điểm IPO. Khi IPO thì PE của Vinamilk đâu đó chỉ khoảng quanh 10 lần, tức là với lợi nhuận khoảng 1 đồng chẳng hạn thì cổ phiếu Vinamilk được trả với giá 10 đồng. Và đây là một mức rất rẻ đối với một cổ phiếu có vị thế hàng đầu Việt Nam như Vinamilk. Thì qua thời gian
Sau khoảng độ 16 năm IPO thì đến nay Vinamilk đã được nhà đầu tư nhìn nhận đúng với cái vị thế của mình hơn, và PE đã được họ trả lên đến khoảng mức 22 lần vào giữa năm 2019. Nhờ việc định giá lại này mà người đầu tư vào Vinamilk đã được tăng lợi nhuận thêm tới 120%. Đó. Và nguyên nhân thứ ba giúp cho Vinamilk trở nên vĩ đại, đó chính là Vinamilk là một doanh nghiệp có dòng tiền vô cùng tốt. Họ trả cổ tức bằng tiền mặt rất cao cho dù vẫn mở rộng hoạt động kinh doanh liên tục. Nếu như với mỗi cổ phiếu Vinamilk bạn mua được vào năm 2003 với giá 15.500 đồng, thì đến năm 2019 bạn đã nhận được khoảng 300.000 đồng cổ tức. Bạn lưu ý rằng là 300.000 đồng cổ tức cao gấp 20 lần so với cái vốn đầu tư ban đầu. Giả định nếu như bạn lấy cái cổ tức này, bạn tiếp tục tái đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk, thì cái luồng cổ tức này đã mang lại cho bạn lên đến 12.030% khoản đầu tư ban đầu. Tức là nếu mà bạn đầu tư 15.500 đồng ban đầu, thì cái con số 16 năm sau nó đã gấp lên đến 120 lần cái số vốn của bạn nhờ việc nhận cổ tức này. Đó. Và bài học rút ra của chúng ta từ Vinamilk là gì? Thì AZFIN thấy rằng để mà chọn được những cái cổ phiếu vĩ đại giúp tài khoản nhà đầu tư tăng bằng lần như vậy, thì cổ phiếu cần phải có những cái đặc điểm sau. Thứ nhất là hoạt động trong một cái ngành có cái sự tăng trưởng rất mạnh. Bởi vì trong một ngành tăng trưởng mạnh thì doanh nghiệp mới tăng trưởng được mạnh. Còn nếu mà trong một ngành đi ngang hoặc đi xuống thì doanh nghiệp có mạnh mẽ đến mấy thì họ cũng không thể tăng trưởng tốt được. Và điều thứ hai đó là cần phải đầu tư vào những cái doanh nghiệp có cái biên lợi nhuận cao, hiệu quả sinh lời cao. Ví dụ như trường hợp Vinamilk biên lợi nhuận lên đến khoảng 46-47% và ROE nó cũng khoảng 46-47%. Bạn hãy thử tưởng tượng rằng Vinamilk bỏ ra 100 tỷ thì một năm sau họ lợi nhuận được lên đến 45 tỷ đồng. Thì đây là một mức sinh lời rất là khủng khiếp. Và yếu tố thứ ba để có thể giúp có một cái cổ phiếu đầu tư thành công rực rỡ, đó chính là cổ phiếu đó phải định giá rẻ. Thì chỉ có việc chúng ta mua được giá rẻ, sau đó được định giá lại, thì chúng ta đã được kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá rồi. Như trường hợp ở Vinamilk chẳng hạn, thì mua với định giá rẻ là PE 10, thì khi PE định giá lại trên 20, thì vô hình chung cái việc định giá rẻ lại này đã gấp đôi lợi nhuận của chúng ta. Và yếu tố thứ tư để có thể đầu tư vào một cổ phiếu sinh lời rất tốt như là Vinamilk chẳng hạn, thì đó chính là cái yếu tố cổ tức. Nếu như bạn nắm cổ phiếu chỉ T3, T5 thì yếu tố cổ tức không quan trọng, mà quan trọng đó là yếu tố tăng giá. Tuy nhiên nếu bạn nắm cổ phiếu lâu dài, dài hạn, thì yếu tố cổ tức nó lại mang lại những cái hiệu quả đến mức không ngờ như trường hợp Vinamilk. Thì ở trường hợp Vinamilk, cổ tức chính là yếu tố góp phần cho tăng trưởng giá cổ phiếu Vinamilk lên đến 120 lần. Đó. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn bài học từ cổ phiếu Vinamilk, cổ phiếu vĩ đại nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì chủ đề tiếp theo tôi sẽ trình bày với các bạn đó là MWG, bóng dáng của cổ phiếu vĩ đại trong những năm tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và hãy nhớ like và comment để nhận được những cái giải đáp tốt nhất về trường hợp cổ phiếu Vinamilk cũng như phương pháp đầu tư để thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.